Ơ cái gì đấy anh nhỉ? Ui anh đợt này chơi chim nhờ cái lồng nó hỏng mà cái lan đấy cần lan cong, anh đếch con lan cong kiểu gì? À, cong như nào anh thử tả cho em xem nào. Đây đây, đây có cái lồng này. Đây nó cong kiểu như này này. Mẹ cong gần gập này luôn, chán nó uốn kiểu gì mày hướng dẫn anh ấy. À thế thì hỏng cái lồng kỳ quá. Ừ, rồi rồi thế để em hướng dẫn anh nhá. Rồi ok. Mà anh đã biết vót lan đấy nhỉ? Hiện anh tại em có ít lan lắm. Anh chưa biết vót luôn, vót kém lắm. Ờ thế thế để em vót hướng dẫn anh vót lại lần nữa nhá. Ờ rồi ok. Hỏng cái lồng phí quá. Ờ rồi ok ok ok. Anh hết lan đúng không? Hết lan rồi có biết vót đâu. Ờ rồi. Đây này. Đấy, mua toàn mua được mua lan thẳng là có bán lan cong đâu. À thế à? Ừ, thế bây giờ là anh hiện tại anh không biết vót lan đúng không nhỉ? Chịu. Thế em dạy anh vót lan nhá. Hiện tại thì em có sẵn đây rồi. Anh ở đây là sẵn mấy cái lan em vót ra rồi đúng không? Ừ. Đây. Nhất là em đã vót ra rồi đúng không ạ? Đây đây, ngồi ra đây xem này. Em ngồi ra đây cho anh nhá. Ừ. Đây. Thứ nhất là anh nhìn cái này là em vót vuông rồi, đúng không? Ừ. Em chảy vuông rồi, bây giờ em vót nhá. Thứ nhất là nó có vuông cạnh vuông này. Anh đặt dao vào đây anh khứa cho một phát. Ừ, 4 phát là tròn rồi. 4 phát là nó đã hết cái cạnh rồi. Đó. Hết cái sắc rồi anh ạ. Ừ. Đấy thì xong bắt đầu lúc đấy là mình mới chuốt anh ạ. Ừ. Chuốt dần như này. Đấy anh ạ. Ừ. Thế rồi tí nữa mày hướng dẫn uốn cong luôn nhá. Rồi em hướng dẫn cho anh uốn cong luôn. Yên tâm, đã dậy là phải dậy toàn bộ luôn. Trước toàn thấy lan thẳng rồi. Thì lan thẳng thì em hay chơi lồng vuông, em ít khi có lồng tròn lắm. Ừ. Nên là nó lan cong nó làm nó mất thời gian lắm. Mà hai nữa là anh em nhiều lúc là phải đi mua một hai cái lan, nên là nó sửa lồng ấy. Nó ra mua một hai cái lan. Lích kích quá nhỉ. Nên là lích kích á. Anh ơi, anh khi mà anh vuốt lan xong nhá, anh nhìn ở chỗ này nó bắt đầu tròn chưa? Đây này, cái mũi này này. Ừ. Đấy, xong anh cạo phát vỏ chỗ này đi là nó bóng cái lan của mình lên. Ừ. Đấy, đây này anh ơi, nhìn lan bóng chưa? Cạo ít thôi không? Đấy, cạo ít thôi. Đấy, bây giờ nó đã tròn rồi. Anh công nhận không? Ừ. Đấy. Đây này. Đấy, thế là đã tròn rồi, xong anh quay bây giờ đằng này vuông đúng không? Ừ. Anh chỉ cần lật ngược lại cái này thôi. Đặt vào đấy thôi. Đặt vào đấy, kéo. Xong anh kéo phát là bây giờ là nó thành tròn rồi, là anh cứ đặt chỗ nào là nó đi theo cái nếp đấy luôn. Cái nếp đấy luôn rồi. Auto tròn luôn. Auto tròn luôn rồi, không cần phải ấy luôn. Đấy. Nhưng mà anh chỉ đang tò mò nhất cái là làm sao mà cong được lan. Rồi, anh yên tâm, để em vót cho anh mấy cái luôn nhỉ? Anh cần mấy cái luôn nhỉ? Cứ chú cứ làm cho anh cái ra. Rồi. Nhưng mà tiện thể thì em dạy vót luôn, em thực hiện lại nhé. Để cho anh em xem kỹ hơn nhé. Ừ. Đây là anh ơi, tròn chưa? Anh nhìn này. Cứng chưa? Ừ. Đấy, lan cứng mà nó toàn cật này. Ừ. Đấy, đây em cũng chọn toàn cật thôi nhá. Đây thôi, em đang vót cho anh khoảng độ 3 cái. Thứ nhất là 3 cái là để cho anh em xem luôn. Ừ. Thứ nhất là để anh em, bây giờ anh lan của cái này nó hơi to, ví dụ anh trẻ nó bớt đi này. Đấy. Đúng không? Ừ. Đấy, anh chỉ cần vót nó là vuông phát. Ok, vuông này. Ừ. Đấy, xong anh đặt vào đây, anh kéo 4 phát thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là đặt ở đây trước, các bạn kéo cái dao trước nhá. Chứ còn kéo thế này là nó rách quần. Đúng không? Ừ. Đấy, bởi vì là lan che trước là nó rất là sắc. Ừ. Đấy, bây giờ là thế này thôi. Đấy, nhìn quần ông này còn sờn hết cả ra rồi này. Đấy, sờn đấy, đấy là đó anh em, nhưng mà anh bảo anh em tu trước nhá. Đấy. Đây là vót, nhiều lúc là người ta thế này mà đi đâu nhìn ông nào làm lồng chim thì cứ nhìn cái quần là biết đấy nhỉ. Nhìn quần biết. Đấy, sờn hết đầu gối. Đấy, em không cần phải mua cái quần coi như là bình thường đúng không? Nhiều lúc rách rách này kiểu là giống lưới trẻ. Đúng anh ạ, đấy. Đúng không? Đấy, đây này anh ấy tròn rồi đây này. Ừ. Đấy, xong anh chuốt một phát này thôi là nó bóng. Đấy, thế này nó bóng rồi đây này. Nhìn bóng chưa? Rất là bóng luôn này. Sờ mịn luôn. Ừ. Đấy. Quay lật lại. À lần nữa, xong tí nữa em sẽ uốn luôn cho anh luôn. Ừ. Nhá. Rồi, đấy, bây giờ chỉ cần chuốt ra này thôi là nó đôi cái là được rồi đấy. Chú đi chú uốn luôn đi. Hả? Làm đôi cái thôi. Anh chỉ xin đôi cái thôi. Xin đôi cái thôi đi. Ừ. Rồi, em chuốt phát này, tròn rồi này. Đấy các bạn ơi, tròn rồi đây. Đấy, đều tăm tắp như nào luôn, hai cái đây, nhìn này. Đấy. Đều chưa? Đấy. Thế bây giờ nhá, anh mà muốn đâu muốn tròn, trước tiên là anh phải chuẩn bị cho em thôi. Đây em có cái này luôn này. Có cái ống này. Đấy, kinh nghiệm này, bây giờ kinh là kinh nghiệm. Đây là ống này nhá. Rồi bây giờ anh đi theo em vào bếp. Anh à, chú dùng đến nhiệt à? Dùng đến nhiệt. Tất tần tật uống tròn hay là uống cao đều phải nhiệt hết. Anh ơi. Ê, thôi, bây giờ mày bảo anh nhé, không tí về anh. Bây giờ thứ nhất là em làm em không hướng dẫn nữa đâu. Ừ. Mà là em sẽ cho anh ở đây. Thứ nhất là phải tự tay anh làm nhá. Anh uốn đi.
đấy em sẽ không làm nữa. Đấy anh hư rửa đi. Cái này chắc phải từ từ thôi. Phải từ từ. Bây giờ mình chọn đôi hai que luôn các bạn. Mềm rồi đấy. Mềm mềm cái là anh uống thôi. Thế nhưng mà uống này nghe chừng cũng lâu nhỉ Sơn nhỉ? Uống lâu. Từ từ nó mà lợi của cũ. Đấy, nó không cong này Sơn nhỉ? Đấy, anh cứ bẻ cong xong anh hơ hơ lửa thế là nó sẽ theo theo cái đấy bắt đầu cong rồi này các bạn ơi. Đấy anh phải về anh tự làm nhá, từ từ là được ấy nhỉ. Chứ đừng có bẻ phát ngay là nó sẽ cong. Đấy anh em ơi, nghe là cũng được được ấy này. Đấy. Nó mềm này. Đấy được ấy nhỉ. Đấy thế thôi, chỉ cần thế thôi anh ơi, bây giờ anh chỉ cần thế thôi. Bây giờ thực hành tiếp cái này cho anh xem đi. Rồi ok. Mặc dù anh chả biết gì nhưng mà nghe chừng là cũng được ấy nhỉ. Anh phải hơi lửa. Anh em đừng hơi trực tiếp vào lửa nhá, cháy ngay. Anh em để gần gần thôi. Nào, mềm. Quá mềm rồi đấy. Mềm mềm đấy. Ui, quá tay cái này là nó muốn gãy này. Đấy, như cái này là được. Đấy. Đấy em làm rồi không cần đấy, bây giờ em chỉ cần cho anh làm thôi. Đúng, đây để anh biết. Ok. Đấy. Anh thấy chưa? Đấy, rồi, bây giờ ra đọ với cái kia, đọ với cả cái lan rồi kia anh. Đấy. Này không? Đấy. Đấy, về phát như này nhỉ. Về phát ốp vào là như thế này. Ok nhỉ. Đấy thế thôi. Ô chứng tỏ là mình làm được các bạn. Đấy, thấy chưa? Mình làm được phết đấy. Ờ đấy. Rồi. Đấy. Chứng tỏ không khó nhỉ. Rồi đấy nhá, anh về anh uống như thế cho em nhá. Rồi rồi, cảm ơn chú nhá. Ok anh về nhá. Từ từ bác lấy mấy cái lan này chứ đã, chứ về làm gì vội, đây cầm đi. Cho anh cho anh ấy, về mà uống. Xin nhá. Đấy về nhá. Đấy mình thành công các bạn ơi.